bị chê ngày càng nhạt nhưng Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân vẫn là bộ phim hiếm hoi làm được điều này. Thỉnh Quân tiếp tục thu về thành tích ấn tượng mặc dù phải nhận không ít lời chê bai. Sau thành công của loạt bom tấn hoa ngữ như Mộng Hoa Lục, Tình Hàn Sán Lạn, Thương Lan Quyết thì Thỉnh Quân do Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đóng chính cũng đã chính thức được lên sóng. Nội dung phim ban đầu được đánh giá ổn, diễn xuất của dàn diễn viên chính đa dạng. Tuy nhiên, sau một tuần lên sóng, phim có điểm downbeat không thật sự ấn tượng. Cụ thể, Thỉnh Quân được chấm 6.4 điểm trên downbeat với hơn 25.000 lượt đánh giá. Thành tích này chỉ được xem là tạm ổn chứ chưa thật sự bứt phá. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng nhận về không ít những lời chê bai của khán giả. Họ cho rằng nội dung của Thỉnh Quân đang dần đi vào lối mòn, không có sự đột phá khiến cho mạch phim ngày càng chậm và nhàm chán. Mặc dù không còn được đánh giá cao về mặt nội dung, nhưng Thỉnh Quân hiện vẫn đang chứng tỏ được sức hút của mình với loạt thành tích ấn tượng. Cụ thể, mới đây, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin Thỉnh Quân là bộ phim tiếp theo có cả nam chính và nữ chính, phá mốc 9 trong bảng chỉ số nhân vật của Villain Hit. Cụ thể, ngày 26 tháng 9, chỉ số của nhân vật Lục Viêm đạt 9.11 và 9 trong 8 ngày liên tiếp. 9 tháng 11 là chỉ số cao nhất hiện tại. Trong khi đó, nhân vật Vu Đăng Đăng cũng không hề kém cạnh với số điểm 9.02. Đây là một thành tích ấn tượng mà bất cứ bộ phim hay diễn viên nào cũng mong muốn. Đặc biệt hơn khi Thỉnh Quân lại là một bộ phim không có sự góp mặt của đỉnh lưu. Thành tích này cũng đã chứng tỏ sự quan tâm của khán giả đối với tác phẩm của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Thỉnh Quân là bộ phim thuộc thể loại dân quốc, tiên hiệp. Trong đó Nhậm Gia Luân sẽ vào vai Lục Viêm, còn Lý Thấm hóa thân thành nhân vật Vu Đăng Đăng. Bộ phim kể về mối lương duyên hai kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng Nghĩa Hiệp, Trọng Nghĩa cùng Lục Viêm, một sát thần lạnh lùng, kiêu ngạo vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Nữ trại chủ Vu Đăng Đăng bị trời xui đất khiến thế nào tình cờ lại cướp hồn Lục Viêm. Sau này mới phát hiện ra oan gia ngõ hẹp ở kiếp này lại chính là người yêu trong số mệnh của mình. Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính có tổng cộng 36 tập phim sẽ được chiếu vào lúc 19 giờ tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày lên sóng 2 tập.